Kính chào quý vị, tôi là Phương Uyên và quý vị đang đến với chương trình Câu chuyện kinh doanh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện. Ngay sau đây là một số thông tin nổi bật sẽ có trong tuần vừa qua. Bức tranh tuyển dụng của các doanh nghiệp trong nước dự đoán sẽ tiếp tục tươi sáng hơn trong giai đoạn nửa sau năm 2021. Doanh nghiệp chi lương theo ngày cho nhân viên, đây là giải pháp giúp người lao động giảm áp lực tài chính. Selfish Group đồng hành cùng Alibaba Cloud tổ chức cuộc thi Create Alibaba Cloud Global Contest 2021. Phần cuối của chương trình, tham quan nhà máy sữa Vinamilk với diện tích 20 hectare tại Bình Dương. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là thông tin về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại. Thưa quý vị, theo khảo sát về xu hướng tuyển dụng mới đây của Manpower Group Việt Nam trong nửa cuối của năm 2021, thì bức tranh tuyển dụng của các doanh nghiệp trong nước được dự đoán sẽ mang ra màu sắc tươi sáng hơn trong nửa sau của năm 2021, bất chấp những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Theo đó, có tới 40% doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng trong vòng 3 tháng tới, hơn 24% dự kiến tăng trong 6 tháng. Triển vọng tuyển dụng mạnh mẽ nhất tập trung ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất và chế biến chế tạo, bán sỉ, bán lẻ và thương mại, công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo, xây dựng và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp. Đặc biệt, giữa bối cảnh thị trường lao động nhiều khó khăn hiện nay, các vị trí chuyên gia IT cấp cao và chuyển đổi mô hình kinh doanh vẫn rất khó để tuyển dụng. Hơn nữa, dưới ảnh hưởng của dịch bệnh và cuộc cách mạng công nghệ toàn cầu, nhu cầu về nhân lực có kỹ năng số hóa tăng nhanh và mạnh hơn bao giờ hết, nhất là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Chúng tôi nhận thấy rằng là ở thời điểm hiện tại thì các doanh nghiệp cũng vẫn tiếp tục có những cái nhu cầu gia tăng tuyển dụng lao động cho những mảng sản xuất, cho dù rằng là bây giờ mảng sản xuất cũng đang là những cái mảng bị ảnh hưởng nặng nề từ cái làn sóng thứ tư này. Tuy nhiên, về câu chuyện lâu dài thì chúng tôi cho rằng là cái làn sóng chuyển dịch đầu tư sang Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục, và nhu cầu tuyển dụng lao động cho mảng sản xuất, kỹ sư thì cũng sẽ vẫn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Trước tình trạng thiếu hụt nhân tài, hai nhóm dịch vụ được lựa chọn nhiều nhất bởi doanh nghiệp đó là dịch vụ khoán việc và cho thuê lại lao động và dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao và vị trí toàn thời gian, với tỷ lệ được chọn lần lượt là 41,4% và 40,8%. Ngoài ra, nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch, các đơn vị cũng dự kiến áp dụng hình thức làm việc cho nhân viên trong vòng 3 đến 6 tháng tới. Cụ thể, 1/4 doanh nghiệp vẫn mong muốn duy trì hình thức làm việc công sở toàn thời gian. Hơn 41% sẽ áp dụng đồng thời cả hai hình thức là làm việc ở văn phòng và làm việc từ xa. Và gần 22% lựa chọn bố trí các ca làm việc linh hoạt. Chỉ khoảng 9% doanh nghiệp dự định cho nhân viên làm toàn thời gian ngoài công sở. Nhằm hỗ trợ người lao động có thể xoay sở trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện chi trả lương theo ngày cho nhân viên. Giải pháp này giúp cho người lao động có thể giảm các áp lực về tài chính trong giai đoạn hiện tại, từ đó cải thiện tình trạng thiếu tập trung và khích lệ tinh thần mỗi ngày đi làm, giảm tỷ lệ vắng mặt và tăng cường gắn kết với công ty. Theo báo cáo của KPMG cho thấy hàng loạt doanh nghiệp áp dụng hình thức chi lương linh hoạt EWA để giúp người lao động nhận lương hàng ngày, chủ động tài chính và thêm gắn kết với doanh nghiệp. Những chính sách này đã chứng minh hiệu quả khi số lượng lao động xin nghỉ giảm hẳn. Hiện một số công ty đang áp dụng chính sách này như Gỗ Trường Thành, GS25, An Nam Gourmet cho phép người lao động được nhận lương đã làm qua ứng dụng điện thoại khi có nhu cầu. Theo báo cáo của Navigos Group, 60% người lao động thể hiện sự quan tâm về lương, phúc lợi của doanh nghiệp. Điều này cho thấy những khó khăn về tài chính mà người lao động phải đối mặt khi dịch ngày càng căng thẳng và có những diễn biến bất ngờ khiến họ không thể chuẩn bị trước. Vì vậy, phúc lợi là vấn đề đang được nhiều doanh nghiệp chú trọng, thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau để hỗ trợ níu chân người lao động cũng như chuẩn bị nguồn lực cho việc phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch. Ngoài chi lương theo ngày, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp còn tặng thực phẩm cho nhân viên để đáp ứng nhu cầu mùa dịch như High Pencil Group, Bliss, Colorman Food. Được biết, hình thức chi lương theo ngày này đã khá phổ biến trên thế giới nhưng lại mới xuất hiện tại Việt Nam từ năm ngoái. Trước những khó khăn hiện tại thì bên cạnh nhiều doanh nghiệp vẫn đang gồng mình vượt qua thì cũng có các doanh nghiệp đang phải đối mặt với việc thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm nhân sự. Điển hình đó là nhiều công ty xưởng bánh trung thu buộc phải ngừng sản xuất mùa vụ năm nay.
còn chưa đầy một tháng nữa sẽ đến Tết Trung Thu 15 tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên, theo ghi nhận của nhiều doanh nghiệp hiện vẫn khá im ắng và cho biết sẽ ngừng kế hoạch sản xuất và bán bánh Trung Thu mùa này như chuỗi bánh ABC Bakery, tập đoàn Kido, Đại Phát Bakery. Nguyên nhân chính là do dịch bệnh phức tạp, một số nhân viên phải thực hiện cách ly y tế, các cửa hàng tạm thời ngưng hoạt động. Mặt khác, kinh tế khó khăn, nhu cầu tiêu dùng hạn hẹp, vì vậy việc bán bánh Trung Thu năm nay được cho rằng khá xa xỉ. Ngoài ra, tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm các xưởng bánh Trung Thu nhỏ lẻ cũng kế hoạch không sản xuất bánh Trung Thu vào năm nay. Một vài thương hiệu lớn khác không ngừng hẳn nhưng kế hoạch sản xuất bánh Trung Thu khá cầm chừng và tùy thuộc vào diễn biến thị trường. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ mở rộng kênh phân phối sang trực tuyến bằng cách hợp tác với các sàn thương mại điện tử, ứng dụng giao hàng với số lượng lớn phiếu mua sắm ưu đãi nhằm kích lượng cầu tiêu thụ. Bên cạnh đó, các xưởng cũng đẩy mạnh sản xuất thêm bộ nguyên liệu làm bánh để người mua có thể tự tạo ra những chiếc bánh Trung Thu theo sở thích của mình trong mùa dịch bệnh. Chuyển sang một thông tin sự kiện đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây Selfish Group đã công bố đồng hành cùng với Alibaba Cloud tổ chức cuộc thi Create Alibaba Cloud Global Contest 2021 khởi nghiệp toàn cầu 5G và IoT Track tại Việt Nam. Đây là cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu dành cho các startup Việt trong lĩnh vực công nghệ. Trải qua 7 năm tổ chức, ban tổ chức cho biết năm nay cuộc thi đã thu hút hàng chục quốc gia và hơn 100 thành phố lớn trên khắp thế giới tham dự. Cuộc thi bao gồm 5 vòng, từ khu vực cho đến quốc tế để bước tới chung kết toàn cầu. Đến với Việt Nam, Create Alibaba Cloud Global Contest 2021 hy vọng sẽ tìm được những gương mặt khởi nghiệp tài năng, sẵn sàng đưa sáng kiến công nghệ của mình vào ứng dụng trong thực tế. Cuộc thi năm nay diễn ra với chủ đề là 5G và IoT Track, hứa hẹn sẽ tạo làn sóng mới trong công nghệ 5G, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, Internet vạn vật, AR, VR, chăm sóc y tế thông minh, thành phố thông minh, năng lượng thông minh, v.v. Trước bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh, vòng loại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á sẽ diễn ra trực tuyến từ ngày 16 tháng 8 đến 22 tháng 9. Là nhà đồng đăng cai tổ chức tại Việt Nam, Selfish Group sẽ cùng với Alibaba Cloud chọn ra những công ty khởi nghiệp tiềm năng để tham dự vòng chung kết thế giới diễn ra tại Trung Quốc vào ngày 28 tháng 9. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp đã cùng chung tay hỗ trợ hàng loạt trang thiết bị y tế cho các bệnh viện, trung tâm y tế tại thành phố. Vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn SCG Việt Nam đã trao tặng bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quận 8 và các đơn vị dã chiến khác tại thành phố Hồ Chí Minh. Với hàng loạt vật tư, trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ việc khám chữa bệnh, trong đó nổi bật là 26 buồng vệ sinh kháng khuẩn lắp ghép được SCG nghiên cứu và hoàn thiện nhằm đảm bảo vệ sinh, kháng khuẩn và hạn chế lây nhiễm chéo tại các khu vực có nguy cơ cao, cùng với 800 giường lắp ghép để hỗ trợ bệnh viện dã chiến. Trước đó, SCG cũng đã hỗ trợ cho các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang các trang thiết bị y tế như giường giấy, tấm mặt nạ chống giọt bắn, thùng giấy để vận chuyển nhu yếu phẩm tại các khu cách ly. Với sự đóng góp của các doanh nghiệp là nguồn động viên rất to lớn cho hệ thống chính trị, cho các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Được biết, SCG là một trong những tập đoàn hoạt động trong ba lĩnh vực kinh doanh chính là xi măng, vật liệu xây dựng, hóa dầu và bao bì. Mới đây, Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu xây dựng và triển khai hai phần mềm ứng dụng nhằm hỗ trợ việc quản lý tình hình dịch bệnh tại địa phương và hỗ trợ người dân gặp khó khăn hiện nay. Ứng dụng GIS với phần mềm Thủ Đức COVID sẽ quản lý dịch bệnh COVID-19 gồm các tính năng chính, đó là bản đồ, quản lý COVID, phân tích không gian, quản lý các lớp dữ liệu, thống kê báo cáo. Các tính năng này với các lớp dữ liệu, lớp diễn tiến COVID, lớp thống kê sẽ giúp quản lý về số ca nhiễm, quản lý điểm phong tỏa, vùng cách ly, cung cấp các thông tin về địa điểm, địa chỉ lây nhiễm, sơ đồ lây nhiễm, thông tin cách ly, phong tỏa, điều trị. Với phần mềm thứ hai cũng thuộc ứng dụng GIS, Thủ Đức Mua Sắm có thể hỗ trợ người dân mua sắm trực tuyến trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay.
hệ thống cập nhật dữ liệu trong các cửa hàng, chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn quận huyện, cập nhật danh mục hàng hóa, cho phép tự động định vị vị trí người dùng, xem thông tin của các cửa hàng mua sắm và chọn lộ trình đi tới cửa hàng mua sắm hoặc đặt giao hàng, đặt hàng trực tuyến. Khi người dùng truy cập, hệ thống sẽ định vị vị trí và đề xuất 10 đến 20 cửa hàng gần nhất, hiển thị danh mục hàng hóa tại các cửa hàng, hiển thị thông tin về bán hàng trực tuyến, giao nhận tận nhà, tìm đường đi đến địa điểm mua sắm, v.v. để người dùng có thể lựa chọn. Ngoài ra, ứng dụng này còn có thể mở rộng cập nhật các điểm phát hàng cứu trợ, từ thiện, kết nối người cho và người nhận. Đây đều là những tính năng cần thiết trong thời điểm hiện nay. Từ hai nhà máy sữa đầu tiên là nhà máy sữa Thống Nhất và nhà máy sữa Trường Thọ. Đến nay, Vinamilk đã có tổng cộng 13 nhà máy sữa trên khắp cả nước, trải dài từ Bắc đến Nam. Trong số đó, nổi bật là nhà máy sữa tại Bình Dương. Đây được gọi là siêu nhà máy sữa nước Vinamilk. Trong chương trình ngày hôm nay, Phương Nguyên sẽ được mời quý vị sẽ cùng tham quan nhà máy đặc biệt này cùng với MC Hải Triều. Quý vị khán giả thân mến, hiện tại thì Hải Triều đang có mặt tại siêu nhà máy của Vinamilk Bình Dương. Nơi đây có quy trình sản xuất sữa hiện đại và nghiêm ngặt, cũng như 90% robot các trang thiết bị cơ sở hạ tầng đã thay thế cho việc lao động đơn giản của con người. Và ngay bây giờ xin được mời tất cả quý vị hãy theo chân Hải Triều để chúng ta cùng trải nghiệm quy trình sản xuất sữa Vinamilk quý vị nha. Tại nhà máy siêu sữa nước Vinamilk, tất cả đều được vận hành bằng công nghệ tự động hàng đầu thế giới, được triển khai từ tập đoàn Tetra Pak. Giải pháp tự động hóa Tetra Plan Master cho phép kết nối và tích hợp toàn bộ nhà máy từ nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm. Nhờ đó, mỗi khâu trong quá trình sản xuất được giám sát, mọi thông số đều được theo dõi, bảo đảm khả năng truy xuất tức thì đối với bất kỳ sản phẩm nào. Các robot LGV vận hành tự động sẽ chuyển pallet thành phẩm đến khu vực kho thông minh. Ngoài ra, LGV còn vận chuyển các cụ bao bì và vật liệu bao gói đến các máy một cách tự động. Điểm đặc biệt là hệ thống robot LGV tại đây còn có thể tự tìm những bình ắc quy đã được sạc đầy để tự thay thế khi năng lượng gần cạn mà không cần can thiệp của kỹ thuật viên. Quý vị khán giả thân mến, hiện tại thì Hải Triều đang đứng cạnh anh Trần Minh Thạch là quản đốc của nhà máy. Và ngày hôm nay Hải Triều cùng với anh sẽ trao đổi về quy mô cũng như là quy trình sản xuất sữa tại nhà máy Mega Vinamilk Việt Nam. Anh Thạch thân mến, anh có thể giới thiệu cho tất cả quý vị khán giả biết cái quy trình sản xuất sữa tươi tại nhà máy của mình diễn ra như thế nào ạ? Khi sữa tươi về nhà máy thì chúng tôi kiểm tra lại một lần nữa và tiếp nhận vào và lưu ở nhiệt độ 4 đến 6 độ C. Sau đó chúng tôi đưa vào thanh trùng. Ở khâu thanh trùng này có cái khâu là mới, đó là tách khuẩn. Sau khi tách khuẩn thì sữa sẽ được đi qua khâu tiệt trùng 140 độ, lưu nhiệt 4 giây, tức là tiệt trùng nhiệt độ cao và nhanh. Sữa sau khi tiệt trùng 140 độ thì sẽ được hạ xuống 20 độ để chiết rót. Thì quá trình từ chiết rót cho đến đóng gói đều là hoàn toàn tự động hết. Công suất sữa tại nhà máy mỗi ngày là bao nhiêu ạ? Khi mà giai đoạn 1 hoàn thành thì một công suất sản xuất khoảng là hơn 1 triệu lít một ngày. Đến giai đoạn hiện tại là cũng là giai đoạn đầu tư tiếp giai đoạn 2. Hiện tại bây giờ chúng tôi đã tăng lên được là 1 triệu rưỡi lít một ngày. Anh Thạch thân mến, theo em được biết là hiện tại tại Mega Vinamilk của mình thì có 90% là robot và cũng như là các trang thiết bị tự động hóa sẽ hoạt động hết, thì không biết là cụ thể các robot nó sẽ hoạt động như thế nào ạ? Thì xin thưa các robot cụ thể ở đây á, thì ở đây mình có nhiều loại robot, ví dụ như là robot chất thùng, thì họ sẽ xếp thùng thành pallet theo cái quy cách của mình. Sau đó khi mà đủ 2 pallet rồi thì có những đây còn LGV sẽ đưa càng vào để mang 2 pallet này về phía bên máy rubber. Thì máy rubber sẽ quấn cho nó một cái lớp màng co để giữ vững trước khi đưa lên cái kệ. Thì phía bên kia nó sẽ có những con LGV chạy trên ray. Những con LGV này sẽ đưa vào kho và xếp lên kệ trên kho. Thì công việc của con người ở đây thì họ là những người có trình độ cao làm việc về kỹ thuật. Thì họ chỉ cần nhìn vào cái chương trình nó chạy. Họ sẽ theo dõi cái quá trình chạy của robot, nếu mà có lỗi thì họ sẽ can thiệp. Còn riêng với quy trình kiểm tra chất lượng của Mega Vinamilk diễn ra như thế nào ạ? Nguyên vật liệu đưa vào sản xuất thì chúng tôi đều có kiểm tra tất cả nguyên vật liệu trước khi đưa vào sản xuất. Khi vào mỗi khâu sản xuất thì chúng tôi đều có cái khâu kiểm tra gọi là QC trên dây chuyền ở từng công đoạn sản xuất. Sau khi mà rót ra thành hộp rồi thì chúng tôi cũng có lấy mẫu và lấy mẫu đại diện cho cái lô sản xuất đó để lưu mẫu lại và kiểm tra mẫu. Sau 5 ngày hoặc 6 ngày
lưu mẫu, thì chúng tôi sẽ kiểm tra mẫu đó nó đạt, nó đại diện cho cái lô đó thì chúng tôi mới quyết định xuất hàng. Xin được cảm ơn sự chia sẻ của Thạch rất là nhiều. Khi mà nghe anh chia sẻ thì Hải Triều cũng rất là muốn biết là quy trình sản xuất sữa cũng như là công việc cụ thể của các robot như thế nào. Chắc là phiền anh Thạch có thể giới thiệu được cho em biết cái quy trình cũng như là robot hoạt động được không ạ? Ok, thì mình sẽ dắt Triều đi tham quan ở những cái khu vực. Mỗi ngày quy trình hoạt động diễn ra tại siêu nhà máy rất nhịp nhàng. Hàng chục xe bồn lạnh chuyên dụng chở sữa tươi nguyên liệu tới cung ứng cho nhà máy. Trạm tiếp nhận sữa tươi nguyên liệu ở đây có khả năng tiếp nhận 80 tấn sữa tươi mỗi giờ. Sữa tươi khi chảy qua thiết bị đo lường, lọc tự động, đạt tiêu chuẩn sẽ nhập vào hệ thống 3 bồn lạnh. Mỗi bồn có dung tích 150 mét khối. Đây là hệ thống bồn sữa có sức chứa lớn nhất hiện nay tại Việt Nam. Công nghệ sản xuất ly tâm tách khuẩn hiện đại giúp loại bỏ 99,9% vi khuẩn trong sữa tươi nguyên liệu. Công nghệ UST tiệt trùng ở nhiệt độ cao 140 độ C trong khoảng thời gian cực ngắn 4 giây ở giai đoạn sau đó giúp tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn có hại còn lại trong sữa, giúp đảm bảo chất lượng sữa mà không cần sử dụng chất bảo quản. Như Triều thấy, những hộp sữa này sau khi rót ra, được mấy em mới rót ra vào hộp kính. Thì nó sẽ qua cái máy tạo thành những cái block. Với robot này thì nó thay thế cho người rất là tốt. Với cái tốc độ thế này, nếu mà hai người làm liên tục thì cũng không thể nào mà chịu nổi được cái công suất như thế này. Nếu mà thực sự mà xếp người vào thì phải là ba người thay phiên nhau để chắc nó mới kịp cái tốc độ này. Ở đây chúng ta chỉ cần đầu tư một pallet, một cái robot. Như vậy xuyên suốt một cái dây chuyền từ lúc máy rót ra cho đến đây thì chúng ta đã tiết kiệm được khoảng 10 người so với cái dây chuyền cũ. Hệ thống kho này được gọi là kho thông minh, có diện tích 6.000 m2 với 20 ngõ xuất nhập, có chiều dài 105m, cao 35m, gồm 17 tầng giá đỡ với sức chứa 27.168 lô chứa hàng. Ở đây hệ thống xếp dỡ và vận chuyển pallet theo ray định hướng RGB với 370m đường ray và 15 khay tải động, mỗi khay có khả năng mang 2 pallet. Hệ kho chứa pallet tự động tối ưu hóa không gian, trong đó có các băng tải hỗ trợ hoạt động bốc xếp của người công nhân, tự động sắp xếp thứ tự các pallet và có khả năng truy xuất pallet bất kỳ. Quý vị khán giả thân mến, hiện tại thì Hải Triều đang đứng trước dây chuyền sản xuất sữa 180ml và bên cạnh Hải Triều là ông Lý Tuấn Dũng, là giám đốc nhà máy sữa Vinamilk Việt Nam. Xin được chào ông, rất là vui khi ông tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Dạ. Ông Dũng thân mến, thì không biết là với việc tự động hóa toàn bộ máy móc trang thiết bị về robot như thế này thì nguồn nhân công ở đây sẽ được đào tạo như thế nào để có thể vận hành và điều khiển được robot? Thì đây là một nhà máy hiện đại nhất trong Vinamilk, thành ra cái chuẩn đầu vào á là cũng hơi cao hơn các nhà máy khác một chút xíu. Ở đây đa số là lao động kỹ thuật, tức là anh em kỹ sư kỹ thuật thì được tuyển từ những nguồn từ các trường đại học tương đối là danh tiếng của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, ví dụ như trường đại học Bách Khoa hay trường sư phạm kỹ thuật, trường đại học Nông Lâm, vân vân. Và cái nhân lực đó chiếm hết khoảng 90% cái số mà anh em vận hành máy. Đó là cái đầu vào, và sau đó khi vào nhà máy thì anh em phải trải qua cái huấn luyện bởi chuyên môn của công ty đối tác là Tetra Pak. Họ cung cấp dây chuyền thiết bị và họ cung cấp cả dịch vụ đào tạo nhân viên vận hành cũng như là nhân viên bảo trì sửa chữa. Ngoài ra còn một cái mảng kiến thức lớn mà anh em vào đây làm việc cũng phải được trang bị, nó cũng giống như tiêu chuẩn chung của Vinamilk, đó là các kiến thức về các hệ thống quản lý, các quy trình chung của các nhà máy sản xuất thực phẩm. Chúng tôi có những cái đào tạo chuyên sâu tùy theo, ví dụ như anh em cơ điện hoặc là anh em vận hành bên sản xuất thì có những cái lớp đào tạo nhắc lại thêm về những cái kiến thức về chế biến hoặc là những kiến thức về cơ điện, và hàng tuần hoặc là hàng tháng anh em đều có tổ chức làm việc trao đổi theo nhóm về kỹ thuật với nhau. Xin được cảm ơn sự chia sẻ của ông Lý Tuấn Dũng rất là nhiều. Như vậy là quý vị khán giả cũng một phần nào đó chúng ta sẽ có cái nhìn cận cảnh hơn về môi trường cũng như là điều kiện làm việc tại Mega Vinamilk. Để thích nghi với môi trường 4.0, tại đây trình độ người lao động được nâng cao để làm chủ hệ thống máy móc và robot hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ tự động và tích hợp dựa trên giải pháp tự động hóa đã đưa nhà máy sữa nước Vinamilk trở thành nhà máy hiện đại bậc nhất thế giới, ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ ngành công nghiệp sữa của thế giới. We'll be right back.
sinh Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp, Vinamilk là công ty dẫn đầu thị trường ở ngành hàng sữa nước. Điều này là minh chứng cho thấy Vinamilk đã có hướng đi đúng đắn trong việc chủ động nguồn nguyên liệu sữa tươi bằng cách mở rộng trang trại đàn bò sữa, quy mô nhà máy, song song với đó là việc nâng cao sản lượng và chất lượng của sữa nguyên liệu. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình tại kênh Fanpage và YouTube Câu chuyện kinh doanh. Còn bây giờ, Phương Uyên xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.